Đâu, vai nhỉ? Đỡ mà quay người đi ho từ nay thì mới là xe với ta. Mãi vừa đây xong rồi nó rút không thấy gì hết. Sắp đá thôi. Soi vậy đó.
chết nha, rồi mãi mới được. Cảm ơn mọi người đã xem clip của bố Khánh Linh. Buổi ngày gió rét, đầy gió thổi và thì lắc lư cây luôn. Đấy.